là do bẩm sinh là mình đã có, thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến vẻ mỹ quan, tức là nhìn vào thì mình không thích, bởi vì là nó làm cho vẻ bề ngoài của mình nó không được thu hút, làm cho mình cảm thấy mất tự ti, mất tự tin ha. Thì mình có thể là điều trị các bớt sắc tố này bằng cách là mình thực hiện laser để xóa đi những cái phần sắc tố đậm màu, cũng như là bắn đi những cái hắc tố melanin ở phía bên trong, sâu tận phía bên trong cái bề mặt của cái sắc tố. Rồi, đây mọi người thấy ha. Còn đây, đây là hình ảnh của một vị khách hàng của chúng ta điều trị nám nè. Mọi người thấy đây là hình ảnh trước khi làm và đây là hình ảnh sau khi làm của chị. Mọi người thấy ha, đối với là vị khách hàng này thì cái phần sắc tố nám bây giờ nó cũng giảm hẳn và nó mờ đi rất là nhiều. Đây là trước và đây là sau nha. Và nếu như trong quá live stream lần này mọi người chúng ta đang quan tâm đến dịch vụ gì thì mình hãy cứ nếu như mà mình đang quan tâm đến dịch vụ nào thì bệnh viện thẩm mỹ Medica thì mình hãy comment trực tiếp phía dưới để Kim Yến sẽ soạn ra những cái hình ảnh của các vị khách hàng của chúng ta đã thực hiện rồi á cho mọi người cùng xem. Đây, mọi người thấy ha, đây là hình ảnh một vị khách hàng điều trị nám nè. Mọi người thấy là cái phần nám của chị nè, trước khi làm thì nó thành một cái mảng rất là to và rất là rõ phía bên trên bề mặt má, và đây là hình ảnh sau khi làm. Mọi người hãy cứ comment về các dịch vụ mà mình đang quan tâm nha, để Kim Yến sẽ chia sẻ hết cho mình về hình ảnh các vị khách hàng đã điều trị luôn. Còn đây nha, đây cũng là một vị khách hàng đã điều trị nám mảng tại bệnh viện thẩm mỹ Medica. Đây là hình ảnh trước và sau khi làm, mình thấy là sáng rõ hơn hẳn luôn đúng không mọi người? Rồi, bây giờ thì Kim Yến sẽ kiếm thêm một vài hình ảnh về các sắc tố, tức là những cái màu, những cái đậm màu hoặc là những cái sẹo, những cái tàn nhang, những cái nám cho mọi người chúng ta cùng xem rõ hơn ha. Thì Kim Yến sẽ soạn những cái hình ảnh nào rõ cho mọi người chúng ta cùng xem. Và mọi người có những cái yêu cầu gì hoặc là những cái câu hỏi thắc mắc gì thì mọi người hãy cứ comment trực tiếp dưới post livestream lần này giúp Kim Yến nha, để chúng ta có thể là chia sẻ cùng nhau về những cái kiến thức thẩm mỹ cũng như là những cái vấn đề mà mọi người đang quan tâm á, thì mình có thể là comment phía dưới. Đây, mọi người thấy ha, đây là một trường hợp nữa của một vị khách hàng của chúng ta điều trị phần da bị nám của mình. Đây là hình ảnh trước khi điều trị của vị khách hàng của chúng ta. Mọi người thấy là cái phần nám mảng nó tập trung rất là nhiều ở phía dưới cằm không? Đây, phần nám mảng nó tập trung khá là to ở phía dưới cằm. Và khi mà vị khách hàng của chúng ta gặp phải tình trạng này á, thì chắc là nếu mà những vị khách hàng mà mình có gặp phải tình trạng tương tự thì mình cũng thấy là cái việc mà che khuyết điểm hoặc là cái việc mà mình sinh hoạt hàng ngày thì mình cũng cảm thấy không thoải mái, bởi vì là đây, cái phần nám nó rất là đậm ở phía dưới phần cằm của vị khách hàng của chúng ta. Mọi người thấy ha, cho nên là khi đối với trường hợp này á, thì mình sẽ thực hiện á, là thực hiện laser, tức là sẽ tác động những cái phần laser vào sâu phía bên trong cái phần cằm, cái phần mà phần da nó bị tổn thương nè, cái phần da mà nó bị đậm màu, để bắn bay những cái sắc tố, những cái hắc tố melanin và làm sáng dần. Mọi người thấy nè, đối với phần cằm bên đây bây giờ đã sáng hơn hẳn rất là nhiều so với phần cằm trước kia của vị khách hàng của chúng ta. Rồi, xin chào bạn Dung Thùy ha, nâng mũi và cắt mắt như thế nào em? Không biết là tình trạng dáng mũi cũng như là cái form mắt của bạn hiện tại là mình đang gặp tình trạng gì á, thì mình có thể là miêu tả rõ hơn cho Kim Yến được không? Hoặc là mình có thể là gửi một tấm hình đến bệnh viện thẩm mỹ Medica để các bác sĩ của chúng ta sẽ xem xét và tư vấn cho mình về cái dịch vụ phù hợp nhất ha. Bởi vì là ví dụ như là mình nâng mũi á, thì nếu mà mũi mình không có quá nhiều khuyết điểm thì mình chỉ cần là nâng những cái mũi, ví dụ như là mũi mọc sụn hoặc là mũi đi ca 3D. Còn nếu mà mũi mình nhiều khuyết điểm thì mình có thể là dựng lại cấu trúc, tái cấu trúc lại cho phần mũi của mình ha. Cho nên là bạn Dung Thùy có thể gửi một tấm hình là để bệnh viện thẩm mỹ Medica, hoặc là để lại số điện thoại của mình ở dưới bó live stream này giúp Kim Yến nha. Rồi, chúng ta sẽ cùng xem một vài hình ảnh nữa của các vị khách hàng của chúng ta đã điều trị. Còn đây là hình ảnh của một vị khách hàng điều trị tàn nhang. Hình ảnh trên là hình ảnh trước khi làm và hình ảnh phía dưới là hình ảnh sau khi làm nha mọi người nha. Mọi người thấy không? Đó, phần ảnh trên là phần ảnh trước khi làm của vị khách hàng của chúng ta, thì những cái đốm tàn nhang á, thường thì nó sẽ tập trung nhiều và rõ rệt nhất là ở hai bên má, và ở phía bên hai bên phần má của mình và phía ngay xương gò má là nhiều nhất. Thì trước khi làm á, thì phần tàn nhang của vị khách hàng của chúng ta nè tập trung rất là nhiều hai bên phía gò má và xương gò má. Sau khi mà được các bác sĩ tiến hành là thực hiện laser để điều trị thì những cái sắc tố, những cái hắc tố melanin nó đã
thay đổi, nó không có còn những cái đốm như tàn nhang li ti trên bề mặt nữa. Và vị khách hàng này á, là đã thực hiện là đến liệu trình thứ hai rồi, và mình đã cảm thấy được cái sự cải thiện là đến 80% rồi mọi người ha. Điều trị mụn thịt thì mình sẽ có điều trị theo gói và điều trị riêng lẻ. Tức là nếu như mà mình có quá là nhiều những cái mụn thịt nó tập trung á bạn Như Lê, thì mình có thể là thực hiện theo gói ha. Gói thì mình sẽ không có giới hạn số lượng mụn thịt mà mình bắn, cho nên là không biết là hiện tại thì cái phần cầm của mình á là có bao nhiêu đốt mụn thịt, thì có nhiều hay không, thì bạn hãy comment dưới bóng livestream lần này để Kim Yến biết, để tư vấn cho bạn về mức giá ha bạn Như Lê ha. Rồi chúng ta sẽ cùng xem thêm một vài hình ảnh các vị khách hàng của chúng ta điều trị nữa ha. Mọi người nếu mà mình đang quan tâm đến dịch vụ nào thì mình hãy cứ comment dưới bot livestream lần này nha. Nếu như mình muốn xem hình ảnh trực tiếp thì Kim Yến sẽ mở hình ảnh trực tiếp cho mình xem. Cho nên là mọi người chúng ta hãy cứ comment trực tiếp những cái câu hỏi thắc mắc của mình, những cái vấn đề của mình ở dưới bot livestream lần này giúp Kim Yến nha, để Kim Yến sẽ chia sẻ cho mình rõ hơn. Và trước khi mình xem tiếp tục hình ảnh các vị khách hàng của chúng ta thực hiện á, thì Kim Yến cũng sẽ chia sẻ với mọi người trước về cái chương trình ưu đãi giảm giá trong ngày hôm nay ha. Chương trình này thì đang có chương trình ưu đãi giảm giá 50% đó mọi người, dành cho tất cả các dịch vụ nội khoa. Cho nên là trong duy nhất một ngày hôm nay thôi, là chỉ còn ngày hôm nay là ngày cuối cùng thôi. Cho nên là mọi người chúng ta hãy tranh thủ để đặt cọc cũng như là thực hiện dịch vụ với cái